VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu. Ba mươi phút cùng VOV2. Khép lại ngày thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Em làm bài cũng được hết, nhưng mà cái phần liên hệ em sợ em làm hơi dài nên sợ nó bị lạc đề. Đề nó khá là dễ bởi vì nó khá là gần, bởi vì nó liên hệ giữa cả cái hình ảnh chiếc thuyền ngoài xa ở trong bài viết với cả là con tàu nó đang ở ngoài sóng, thế nên là em thấy nó cũng khá là gần gũi. 38 thí sinh thuộc diện F0 vẫn tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, một kỳ thi trong trạng thái bình thường mới. Có hai phòng thi dự phòng để sẵn sàng những tình huống dịch bệnh thì sẽ vận dụng linh hoạt kịp thời những cái quy định chỉ đạo để đảm bảo rằng các em vẫn đủ các điều kiện nếu như mong muốn tiếp tục dự thi. Tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông luôn đạt trên 90%, nhưng vì sao kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vẫn nhận được sự quan tâm rất lớn từ dư luận của cả nước? Đừng bỏ qua 30 phút cùng VOV2 ngày hôm nay với những thông tin nóng về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Các biên tập viên chương trình Bá Duy và Ý Dịu kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình 30 phút cùng VOV2. Chương trình đang được phát trên tần số 96 FM 96.5, trực tuyến trên trang web vov2.vn và live stream trên trang fanpage VOV2 Cuộc Sống Muôn Màu. Vâng, thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày mùng 7 tháng 7, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 đã diễn ra với hai môn thi đầu tiên là ngữ văn và môn toán. Và cách đây hơn 1 giờ đồng hồ thì các em thí sinh đã hoàn thành bài thi môn toán với thời lượng là 90 phút theo hình thức thi trắc nghiệm. Và trước khi có những bình luận về đề thi hai môn này thì chúng ta cùng nghe những con số thống kê về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đã có hơn 989.800 thí sinh đến làm thủ tục dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, đạt tỷ lệ 98,75% so với số đăng ký dự thi, trong đó có 38 thí sinh thuộc diện F0. Còn theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, toàn thành phố có 21 thí sinh diện F0, trong đó có 11 thí sinh là F0 tự nguyện đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các thí sinh thuộc diện F0 được xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Tuy nhiên, thí sinh là F0 nếu có nguyện vọng tham dự kỳ thi thì sẽ được bố trí thi tại phòng thi riêng, đáp ứng yêu cầu về phòng chống dịch COVID-19. Thí sinh là F0 có nguyện vọng dự thi phải nộp đơn xin dự thi, cam kết tuân thủ các quy định phòng chống dịch, được cha, mẹ hoặc người giám hộ ký xác nhận đồng ý. Vâng, thưa quý vị và các bạn, vì sao chúng tôi lại muốn nhấn mạnh tới con số 38 thí sinh thuộc diện F0 vẫn tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay? Bởi vì cũng vào giờ này năm ngoái, công tác tổ chức kỳ thi căng như dây đàn, nhiều thí sinh thuộc diện F0, F1 thuộc khu vực phong tỏa cách ly. Và kỳ thi năm 2021 cũng là kỳ thi có số thí sinh được xét đặc cách nhiều nhất, lên đến 15.000 thí sinh. Và còn năm nay thì có thể số thí sinh thuộc diện F0 nhiều hơn con số 38. Nhưng việc 38 thí sinh vẫn tham dự kỳ thi mặc dù bị nhiễm SARS-CoV-2 cho thấy chúng ta thực sự đang sống trong trạng thái bình thường mới. Và một kỳ thi tốt nghiệp không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi dịch COVID-19 như trong 2 năm 2020 và 2021. Và để chủ động thì tất cả các điểm thi đều chuẩn bị hai phòng thi dự phòng với đầy đủ các điều kiện cần thiết và đảm bảo an toàn, sẵn sàng đáp ứng cho thí sinh thuộc diện F0 dự thi. Vâng, và tuy nhiên như chị Ý Dịu đã thấy, đối với các em thí sinh 2K4 thì năm học 2021-2022 thực sự là một năm học khó khăn và chịu nhiều thiệt thòi bởi sự ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Nhiều địa phương học sinh chỉ được học tập trực tuyến một nửa học kỳ và nửa học kỳ còn lại phải học trực tuyến, và điều này ảnh hưởng trực tiếp đến việc ôn tập rồi tích lũy kiến thức của các em. Vâng, trước những khó khăn như vậy thì đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay có nhẹ sức với các thí sinh như năm 2021 hay không? Chúng ta cùng nghe ý kiến các em thí sinh sau khi các em kết thúc môn toán. Em thấy đề thi năm nay thì
thì cũng khá là dễ, nếu mà để tầm 8-9 điểm thì cũng không khó. Em nghĩ là năm nay sẽ có 10 điểm, 9 điểm 10 đấy ạ. Hôm nay thì em bước vào cái kỳ thi khá là căng thẳng đấy ạ. Thực ra hôm nay là em được trải qua bài thi văn và ngữ văn buổi sáng và bài thi toán buổi chiều. Thì em thấy ngữ văn năm nay làm cũng khá là vừa sức ạ. Em thấy đề cũng không quá khó. Còn đề toán chiều nay thì sau 3 năm nghỉ dịch thì em thấy bộ ra đề cũng khá là hợp lý ạ. Em làm thì em cũng hơi có một chút khó khăn, thế nên là em cũng chỉ hơi bừa thôi. Thật ra thì em khá là thoải mái bởi vì nó qua rồi, mặc dù em nghĩ là em chưa làm được hết khả năng của mình lắm. Về môn văn thì nói thật là đề này khá là lạ đấy ạ. Và đề toán thì em tự tin rằng điểm 8 đã nắm chắc trong tay và chỉ có thể là trên nữa 8 ạ. 40 câu đầu là sẽ khoảng vận dụng thấp và thông hiểu để cho những bạn học ở trung bình khá thì sẽ có thể làm một cách trơn tru, nhưng 10 câu sau sẽ là dành cho những bạn mà có luyện nhiều hơn và có kiến thức cao hơn những bạn khá và trung bình. Độ phân hóa của đề thi toán năm nay khá là tốt bởi vì nó phải gọi là tuy những phần trước là tầm từ câu 39 trở xuống đều là câu có thể làm được nắm chắc trong tay, nhưng mà từ câu 40 và câu 41 nó không phải là độ khó của câu 8 cộng bình thường mà nó là độ khó của câu phía 9 cộng và 10. Em cũng có một chút phần lo lắng tại vì thế là em phải cạnh tranh ở mức cao hơn ạ, nhưng mà thôi thì làm bài xong rồi thì em cũng kiểu giữ một tinh thần vững và tự tin rất bảo mình thôi. Thật ra thì với tất cả các môn thì đầu tiên thì con cũng có phần hồi hộp. Thế nhưng mà khi mà mẹ bảo con hãy tự tin, làm bài bình tĩnh, hết mình vì những môn học mà mình đã trải qua 12 năm để mình phấn đấu làm sao được đạt được cái ước mơ của mình thì con sẽ tự tin hơn và thi tốt hơn. Đầu tiên thì mình sẽ đặt ước mơ của con lên đầu tiên, và cái nghề ngành nghề mà con chọn đầu tiên cũng có sự gợi ý của gia đình, nhưng mà mình vẫn ưu tiên cái sở thích của con, muốn là con sẽ đi theo cái niềm đam mê của mình. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong buổi sáng hôm nay thì thí sinh cũng đã hoàn thành bài thi môn ngữ văn. Và theo đánh giá của các giáo viên thì đề thi năm nay cơ bản giống như nhiều năm trước, đề thi vừa sức, quen thuộc. Hơn thế nữa thì do cấu trúc đề thi cơ bản không thay đổi nên các kiểu dạng câu hỏi cũng không làm các thí sinh bất ngờ. Đề thi vẫn dừng ở mức độ đọc hiểu và cảm thụ văn bản. Sự phân loại được ghi nhận bởi cách đánh giá tinh tế chính xác của giám khảo. Và như vậy thưa quý vị và các bạn, giống như cấu trúc đề thi tham khảo được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố trước đó, thì đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay tập trung vào những kiến thức cơ bản nhưng vẫn sẽ có cái độ phân hóa để qua đó có thể phân loại thí sinh. Đồng thời, đề thi không có những cái phần tinh giản theo các hướng dẫn về dạy và học trong các năm vừa qua của Bộ Giáo dục và Đào tạo do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Và còn bây giờ thì anh Tỷ Huỳnh, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thông tin tới chúng ta về công tác coi thi ngày đầu tiên trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại Thành phố Hồ Chí Minh. Xin mời anh ạ. Vâng, kính thưa quý vị, là kết thúc ngày đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 thì phần lớn các sĩ tử tại Thành phố Hồ Chí Minh chưa thở vào khi làm được bài. Và nhiều thí sinh cho rằng là đề thi môn toán và môn ngữ văn năm nay vừa sức, không quá khó hay là thách đố như những năm trước. Và ngày hôm nay thì tại Thành phố Hồ Chí Minh thì cũng không có mưa, thời tiết mát mẻ, trưa chiều thì có nắng nhẹ, rất thuận lợi cho các thí sinh làm bài hai môn đầu tiên của kỳ thi. Và theo báo cáo của Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh thì thành phố có 85.000 thí sinh đăng ký dự thi. Tuy nhiên trong ngày hôm qua thì chỉ hơn 83.000 thí sinh đến làm thủ tục dự thi. Và trong ngày hôm nay thì có 354 thí sinh bỏ thi môn ngữ văn và 462 thí sinh bỏ thi môn toán. Và kết thúc ngày thi đầu tiên thì trong buổi chiều hôm nay thì có 4 thí sinh vi phạm quy chế thi do mang điện thoại vào phòng thi trong bộ môn toán và không có cán bộ coi thi nào vi phạm. Về tình hình dịch bệnh thì là có một thí sinh F0 tham gia kỳ thi do có nguyện vọng là dùng kết quả của kỳ thi tốt nghiệp năm nay để xét tuyển vào đại học và đã được bố trí thi tại phòng thi dự bị và do đó là đảm bảo an toàn về phòng chống dịch. Và ngoài ra thì tại điểm thi trường trung học phổ thông Trưng Vương quận 1 thì có phát hiện một thí sinh F0 và test nhanh thì cho kết quả dương tính với COVID-19. Về quy định vật dụng cá nhân của các thí sinh là để cách phòng thi ít nhất 25m, đây là điểm mới của kỳ thi năm nay. Và tại Thành phố Hồ Chí Minh thì hầu như là các điểm thi đảm bảo đúng quy định và không có gặp khó khăn. Và trước đó thì các thí sinh và cũng như là người thân của các thí sinh đã được phổ biến và căn dặn là không
mang cũng như là hạn chế mang đồ cá nhân vào điểm thi, và do đó là hầu như là các cái điểm thi là không khó khăn trong việc thực hiện quy định này. Về vấn đề khác thì là trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh là có 3 điểm thi có thí sinh không thể tự viết bài và đã được cử cán bộ hỗ trợ ghi chép bài thi của mình. Và trong quá trình ghi chép thì là điểm thi đã có bố trí các thiết bị ghi hình và ghi âm tại phòng thi đó. Và ngoài ra thì có một thí sinh tự do đến trễ 30 phút ở môn thi ngữ văn và không thể tham dự môn thi này. Và tuy nhiên các môn thi sau thì thí sinh này vẫn được tham gia thi bình thường. Và cái bây giờ xin được quay trở lại với đầu cầu Hà Nội. Vâng, xin cảm ơn phóng viên Tỳ Huỳnh ạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, dù kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định nhiều năm qua là không phải kỳ thi 2 trong 1, mà mục đích chính, quan trọng nhất là dùng kết quả để xét tốt nghiệp trung học phổ thông và là cơ sở cho các trường đại học tuyển sinh. Nhưng nhìn vào con số hơn 90% thí sinh đỗ tốt nghiệp và chỉ tiêu tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông của các trường đại học ngày một giảm dần. Nhưng vì sao kỳ thi này vẫn được Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định là kỳ thi quan trọng và dư luận cũng dành sự quan tâm đặc biệt? Vâng, để trả lời câu hỏi này thì hôm nay chúng tôi đã mời đến phòng thu chuyên gia giáo dục tiến sĩ Lê Thống Nhất. Và trước tiên xin được cảm ơn ông đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Vâng, xin chào tất cả các bạn đang theo dõi chương trình. Vâng, thưa ông ạ, một kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông mang tầm quốc gia nữa đã diễn ra. Và như những gì chúng ta quan sát, dư luận cả nước vẫn dành một cái sự quan tâm đặc biệt tới kỳ thi này. Và theo phân tích của ông thì vì sao kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông luôn tạo ra một cái sức nóng đến vậy, dù nhiều người cho rằng nó không cần thiết phải nóng đến vậy, thậm chí nên coi kỳ thi này chỉ là một kỳ thi đánh giá cuối kỳ hết sức nhẹ nhàng do các sở giáo dục và đào tạo tổ chức, thậm chí là trao quyền cho cả các trường tổ chức nữa. Thưa ông, ở đây ta có thể thấy rằng là đây trong suốt 12 năm học phổ thông thì đây có lẽ là cái kỳ thi duy nhất mà được tổ chức theo toàn quốc và đề là đề chung của quốc gia. Và cái kỳ thi này được luật giáo dục mới quy định là một kỳ thi mà chúng ta không thể là bỏ được. Thế thì cái đề thi mà gọi là tốt nghiệp trung học phổ thông thì cái mục tiêu của nó chỉ là đánh giá về chuẩn kỹ năng cũng như là những cái mục tiêu của cái giáo dục phổ thông mà thôi. Vì vậy cho nên nó không phải là một cái đề thi để tuyển sinh. Đấy, và cái kết quả thi này nó có ý nghĩa là để cho dạy ngành giáo dục ấy, từ cái kết quả của kỳ thi này là có thể rút kinh nghiệm về chỉ đạo chuyên môn giảng dạy đối với cái từng môn học một. Vì vậy cho nên là nó là một kỳ thi mà không thể bỏ được. Khi mà chúng ta bàn luận về cái luật giáo dục mới thì chúng ta cũng bàn rất kỹ điều này rồi. Nhưng mà nếu mà chỉ có như thế thôi thì rõ ràng là không có một sức nóng gì cả. Tuy nhiên là theo một cái quán tính từ cái kỳ thi trung học phổ thông quốc gia là chúng ta hy vọng là một kỳ thi nhưng mà lại dùng kết quả để mà tuyển sinh đại học. Vâng. Cho nên mà bây giờ thì là vẫn có những cái trường là dành đến rất là nhiều là cái chỉ tiêu để mà dựa vào cái điểm thi này. Vì vậy cho nên là vô hình dung nó không chưa phải là một kỳ thi tốt nghiệp độc lập mà nó vẫn mang theo nó là những cái kết quả để mà xét tuyển sinh đại học. Vì vậy cho nên là đương nhiên là nó có một cái độ nóng nhất định. Wow. Vâng, như tiến sĩ Lê Thống Nhất vừa nói thì hiện tại thì vẫn có rất là nhiều những trường đại học vẫn dành một chỉ tiêu lớn đáng kể để mà xét tuyển dựa vào kết quả của kỳ thi trung học phổ thông. Tuy nhiên như ông thấy là năm 2022 này thì nhiều trường đại học top đầu cũng đã giảm đáng kể chỉ tiêu tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Thậm chí là có trường còn dự kiến bỏ phương thức tuyển sinh bằng kết quả kỳ thi này vào năm 2023. Phải chăng là kết quả kỳ thi này nó đang không còn nhiều cái sự tin cậy nữa để các trường căn cứ vào đó làm công tác tuyển sinh, thưa ông? Nó là những cái kết quả tin cậy là để đánh giá quá trình học phổ thông mà theo chuẩn kiến thức kỹ năng mà thôi. Vâng. Còn nó là kết quả không đáng tin cậy đối với việc chúng ta dùng kết quả đó để mà tuyển sinh đại học. Bởi vì là cái đề thi mà chỉ có mục tiêu là tốt nghiệp trung học phổ thông thì độ phân hóa không cần cao và thậm chí mưa điểm 10 là chuyện bình thường. Nếu như là một môn nào đó mà có rất nhiều học sinh mà đạt được chuẩn kiến thức kỹ năng vào loại giỏi thì có nghĩa là các em đạt được 9 điểm 10 thôi. Vâng. Tuy nhiên là nếu mà để xét tuyển sinh thì nó phải phân hóa ác liệt hơn nữa. Lúc bây giờ chúng ta sẽ hình dung này, nó là một cái tháp. Càng lên điểm cao nó càng ít đi. Tuy nhiên là đối kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì tùy vào khả năng năng lực của học sinh mà chưa hẳn là cái kết quả điểm ấy là nó theo cái hình tháp như vậy.
Vâng, khi mà chúng ta nhìn lại kết quả các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, ví dụ như là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 thôi, thì tôi cũng không quan tâm nhiều tới cái tỷ lệ là hơn 90% thí sinh đỗ tốt nghiệp, vì tỷ lệ này cũng đã được xác lập hàng chục năm qua. Nhưng tôi quan tâm đến cái điểm chuẩn dựa vào kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông được các trường đại học công bố. Trong đó thì có rất là nhiều trường đại học đã lấy điểm chuẩn từ 27 điểm trở lên, thậm chí là có trường lấy điểm chuẩn tuyệt đối 30/30. Thì phải chăng là cái chất lượng làm đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông nó cũng đang tạo ra những cái giá trị ảo? Và như chúng ta vừa nghe những thí sinh vừa bước ra khỏi phòng thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn toán thôi, cũng rất nhiều em là cũng bày tỏ sự lo lắng là khả năng năm nay với môn toán cũng sẽ bùng nổ là điểm 9 điểm 10. Thì cái điều này nó tạo ra những cái giá trị ảo trong cái việc mà thi cử hay không ạ? Không phải, nó hoàn toàn là không ảo gì cả. Bởi vì cái chức năng, cái yêu cầu của cái đề thi tốt nghiệp là nó như thế đó. Vì anh đánh giá theo chuẩn kỹ năng, đúng không? Thì các em đến mức độ nào đó, đúng không? Là các em có thể điểm 90 và nó không cần phải hạn chế điểm 90. Đấy, bởi vì nếu như em đạt được điểm 9 điểm 10 thì điều đó cũng rất phù hợp. Tuy nhiên điều đó nó chỉ ảo. Ảo là do anh nhìn bằng con mắt tuyển sinh đại học thì nó trở thành những con số ảo. Cho nên cái chuyện mà 30 điểm, đúng không? Của thi tốt nghiệp, đúng không? Mà lại vẫn cứ chưa vào được đại học thì chuyện đó cũng rất là bình thường. Năm ngoái tôi đã giải thích chuyện này rất nhiều rồi. Và vì vậy cho nên là cái kết quả thi tốt nghiệp không phải là những cái thước đo tin cậy để có thể tuyển sinh đại học. Và chính lý do đó chúng ta thấy là năm nay và thậm chí là có trường tuyên bố từ năm sau thậm chí là không dùng kết quả này nữa. Vâng. Đấy là quyền tự chủ của các trường, đúng không ạ? Đúng rồi. Vừa rồi thì ông cũng phân tích rất nhiều những lý do khác nhau vì sao kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông luôn nhận được cái sự quan tâm đặc biệt của dư luận, cho dù kết quả của nó có thể không còn quá quan trọng để thí sinh hoặc là các trường làm công tác tuyển sinh nữa. Tuy nhiên tôi lại nghĩ tới một cái lý do nữa, thưa ông, đó là những cái bê bối về gian lận thi cử rồi là quy trình ra đề, chấm thi xảy ra trong những mùa thi qua khiến cho kỳ thi trở nên rất là nóng. Đó là những vụ gian lận thi cử năm 2018, đó là nghi án lộ đề thi môn sinh năm 2021, mà đến nay cơ quan công an đã khởi tố vụ án hình sự lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ xảy ra tại Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vậy phải chăng là những gian dối trong thi cử này cũng khiến cho kỳ thi trở nên nóng và giành được sự quan tâm rất lớn của dư luận, thưa ông? Chúng ta có thể hình dung rằng là dư luận xã hội ấy, là bất cứ một cái điều gì mà sai trái thì đều quan tâm. Vâng. Đấy. Và trong các cái sai trái đấy mà dư luận lại quan tâm rất nhiều, đó là cái chuyện sai trái trong thi cử. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng là tất cả những cái gian lận trong các cái kỳ thi mà chúng ta vừa nêu ra ấy, đấy, thì nó làm cho là không có công bằng. Đấy, chỉ cần một nơi nào đó gian lận thôi thì có nghĩa là nó làm thay đổi sự công bằng ở trong xã hội rồi. Vì vậy cho tôi nghĩ rằng là Bộ Giáo dục Đào tạo ấy là cần phải rà soát lại trong cái quy trình. Chúng ta hình dung rằng là một cái quy trình thi như hiện nay ấy là trước hết là ra đề, rồi lại in sao đề, vận chuyển đề, tổ chức thi, đúng không ạ? Chấm thi thì có những cái chấm bằng phần mềm, thì có những môn như là môn ngữ văn thì chúng ta là vẫn là thi tự luận và chúng ta chấm bằng tay thôi, giáo viên chấm thôi. Vì vậy cho nên trong tất cả cái quy trình ấy mà chỗ nào có kẽ hở thì có nghĩa là gian lận có thể xảy ra. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của ông. Và thưa quý vị và các bạn, việc cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án hình sự lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Bộ Giáo dục và Đào tạo trước đó một tháng diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 cũng khiến cho đặc biệt quan tâm tới công tác coi thi, ra đề, chấm thi. Thậm chí là có địa phương đã yêu cầu tất cả học sinh rồi phụ huynh ký cam kết thực hiện đúng quy chế. Và ngay bây giờ đây thì phóng viên Phương Lan của chúng tôi vừa theo đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo đi kiểm tra thi cũng đã có bài phản ánh nhanh về công tác chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về siết chặt kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Chúng ta cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại tỉnh Thái Nguyên. Tại đây thì các hội đồng thi đều đề cao công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi. Tại cuộc họp nhanh với đoàn kiểm tra, Thượng tá Triệu Xuân Hiếu, Phó trưởng phòng an ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, để đảm bảo an ninh tại kỳ thi, công an địa phương đã huy động 147 chiến sĩ công an chính quy phối hợp với các lực lượng, huy động lực lượng công an xã, tổ dân phố, vòng ngoài là cảnh sát giao thông, công an viên tuần tra xung quanh điểm thi. Riêng tại trường Trung học phổ thông Gang Thép có 5 đồng chí công an chính quy. Đơn vị kỹ thuật nghiệp vụ là PA06 thì cũng khảo sát, đánh giá và thẩm định cái công tác đảm bảo an ninh trật tự cũng như là phòng cháy chữa cháy, rồi là kiểm soát an ninh đối với các thiết bị đưa vào phục vụ cái việc in sao đề thi cũng rất là kỹ càng, và kiểm tra người
để đảm bảo an ninh an toàn trước khi các thầy cô giáo vào trong khu vực cách ly. Và đến thời điểm hiện nay thì công tác đảm bảo an ninh trật tự nói chung trên địa bàn toàn tỉnh đối với kỳ thi là đang được thực hiện đảm bảo, chưa phát hiện vấn đề gì phức tạp. Theo ông Phạm Việt Đức, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên, với những thí sinh ở xa điểm thi thì địa phương đã có những cái phương án đưa đón. Các trường có chỗ nghỉ, cung cấp 3.000 suất ăn trưa cho thí sinh. Trước kỳ thi thì đã có 31 cán bộ làm thi phát hiện thuộc diện F0 đã kịp thời thay thế. Công tác đảm bảo an ninh là một trong những nội dung rất là quan trọng. Đối với thực hiện cái phòng chống công nghệ cao thì sở cũng đây là một trong những cái điểm mới cần phải nhấn mạnh ngay từ trong các cái khâu tập huấn, nơi để đồ của thí sinh, rồi các cái nơi tiếp giáp của các nhà dân gần các cái dưới 25 mét đối với các cái phòng thi. Chúng tôi yêu cầu các cán bộ coi thi là trong cái quá trình coi thi là phải hết sức quan tâm đến các cái thí sinh có những cái biểu hiện bất thường. Kiểm tra công tác tổ chức thi tại các điểm thi của tỉnh Thái Nguyên, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ đánh giá cao công tác tổ chức thi, trong đó có đảm bảo quy định phòng chống dịch, hỗ trợ thí sinh và đặc biệt là phòng chống gian lận thi cử. Trong đó đã thực hiện tốt cái quy định là đồ dùng thí sinh cách điểm thi 25 mét. Thứ trưởng cũng đề nghị Thái Nguyên tiếp tục phát huy những công việc đã làm trong hai buổi thi cuối cùng. Và như tôi nói là để kỳ thi thật là tốt thì phải có 4 yếu tố căn bản. Một là phải nắm thật chắc quy chế, thứ hai là phải chuẩn bị kỹ các điều kiện, thứ ba là phải kiểm soát được tình hình và thứ tư là xử lý tốt các tình huống. Vâng, thưa quý vị và các bạn, như phóng viên Phương Lan của VV2 đã thông tin với chúng ta thì các địa phương như là Thái Nguyên cũng đã thực hiện nghiêm và chặt chẽ các quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức thi. Và thưa quý vị và các bạn, đầu giờ chiều nay thì Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng vừa phát đi cảnh báo thông tin giả mạo sai lệch về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Cụ thể là Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết hiện nay thì trên một số trang mạng xã hội xuất hiện một số những thông tin giả mạo sai lệch về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, và Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cảnh báo các cơ quan chức năng để xem xét, xử lý, đồng thời cảnh báo người dân không lan truyền, phát tán những thông tin mang tính chất giả mạo này. Và trước ngày thi diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì đáng chú ý là trên một số trang mạng xã hội rồi diễn đàn công khai đã đăng tải nội dung đề thi ngữ văn sẽ vào tác phẩm là Chiếc thuyền ngoài xa của nhà văn Nguyễn Minh Châu, và thật trùng hợp là đề thi chính thức sáng nay cũng ra đúng vào tác phẩm này. Sau khi biết đề thi thì nhiều người tỏ ra bất ngờ với cái sự trùng hợp này, và không ít người cũng đặt ra nghi vấn liệu có hay không việc lộ lọt đề thi. Trả lời thắc mắc này thì ông Lê Mỹ Phong, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã khẳng định với phóng viên của VOV2. Một là không có chuyện lộ đề thi, hai là cho tới thời điểm này thì kỳ thi đang diễn ra rất bình thường, theo đúng kế hoạch và đúng quy định. Vâng, như vậy là theo khẳng định của ông Lê Mỹ Phong thì đến giờ phút này, sau một ngày thi chính thức đầu tiên thì kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 vẫn diễn ra suôn sẻ và chưa có những bất thường gì xảy ra. Và thưa quý vị và các bạn, có thể nói là trong lịch sử kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì chúng ta cũng đã chứng kiến rất là nhiều những vụ gian lận thi cử. Từ vụ thầy giáo Đỗ Việt Khoa tố cáo gian lận thi cử tại trường trung học phổ thông Phú Xuyên An năm 2006, rồi là vụ gian lận thi cử tại trường trung học phổ thông Đồi Ngô tỉnh Bắc Giang năm 2012, khiến 42 cán bộ giáo viên nhân viên bị kỷ luật, rồi là vụ nâng khống điểm thi xảy ra tại các hội đồng thi Hòa Bình, Sơn La hay Hà Giang năm 2018, và gần đây nhất là cái vụ là nghi án là lộ đề thi sinh năm 2021. Và thưa tiến sĩ Lê Thống Nhất, những cái thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật, mặc dù đến nay thì kỳ thi chúng ta năm 2022 vẫn đang diễn ra rất suôn sẻ và không xảy ra bất cứ điều gì đáng tiếc, tuy nhiên nhìn lại những cái vụ việc trong những năm vừa qua thì tôi thấy một điều rằng là dường như là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông luôn tồn tại những cái lỗ hổng, đúng không ạ, thưa ông? Thực ra mà nói là có những cái sai phạm là do lỗ hổng. Đấy, tôi nói chẳng hạn là cái tiêu cực của kỳ thi năm 2018 là do lỗi hổng của cái phần mềm chấm trắc nghiệm không được mã hóa tốt. Vì vậy cho nên là chỉ trong 1-2 tiếng đồng hồ thôi mà có thể là sửa điểm cho mấy trăm bài thi như vậy. Thì nếu như mà phần mềm bỏ mà tốt thì không bao giờ xảy ra. Thì cái đấy nó là lỗ hổng. Rồi trong quy trình làm đề của chúng ta cũng vậy. Đấy. Tại sao lại có nghi án là lộ đề sinh năm 2021? Bởi vì trong quy trình là chắc chắn rằng là cái tổ làm đề sinh ấy là không thực hiện đúng quy chế. Có một bước nào đó không thực hiện đúng quy chế thì lập tức là cái lỗ hổng này nó tạo ra tiêu cực. Còn những vụ như là vụ Đồi Ngô năm 2012 hay là vụ ở trung học phổ thông
Phú Xuyên A năm 2006 thì đấy là các cán bộ làm nhiệm vụ coi thi đã cố tình, đúng không? Vâng ạ. Làm sai quy chế, có tập thể hẳn hoi. Vâng. Thì cái đó là hoàn toàn do con người, đấy không phải là lỗ hổng nữa. Vâng. Đúng không? Mà tự chúng ta phá ra, tạo ra một cái lỗ hổng cực kỳ to, đúng không? Và đến mấy chục, đúng không? Vâng. Cán bộ, giáo viên bị thi hành kỷ luật. Đấy. Vâng. Và vừa rồi thì cũng có những địa phương là yêu cầu tất cả học sinh, phụ huynh phải ký một cái cam kết là thực hiện đúng quy chế thi. Tuy nhiên ông cũng cho rằng là trách nhiệm lớn nhất và quan trọng nhất chính là những cán bộ, giáo viên rồi nhân viên tham gia các nhiệm vụ khác của kỳ thi hay không ạ? Về cái trách nhiệm thì tất cả những ai mà đã tham gia vào trong kỳ thi này thì theo tôi đều có trách nhiệm. Và vai trò trách nhiệm ở mỗi một cái vị trí nó rất khác nhau. Vâng. Đấy. Chẳng hạn từ cái chuyện ra đề thì vị trí rất quan trọng. Rồi in sao đề cũng quan trọng, vận chuyển đề cũng quan trọng. Được. Đấy, tổ chức thi rồi tổ chức chấm thi, kể cả chấm thi tự luận hay là chấm thi trắc nghiệm, tất cả đều quan trọng. Thế còn cái việc mà yêu cầu phụ huynh và học sinh cam kết đây không phải là cam kết thực hiện quy chế. Được. Mà cam kết một cái điều là anh cũng phải tham gia vào cái quá trình bảo mật đề thi. Được. Tại sao lại có câu chuyện như vậy? Bởi vì là anh thí sinh là anh được tiếp cận, khi mà đề thi công khai ra thì anh tiếp thí sinh là được tiếp cận. Vâng. Vậy anh phải cam kết rằng là anh không tìm mọi cách để mà chuyển đề thi ra ngoài. Chúng ta hình dung rằng là để bên ngoài giải hộ được, đưa vào được là phải đề thi phải chuồn ra. Vâng. Đương nhiên thí sinh ấy, nếu như giám thị mà chặt chẽ thì thí sinh sẽ không có cách nào để chuyển ra cả. Vâng. Điện thoại thì bị thu rồi đấy, hôm nay ở thành phố Hồ Chí Minh cũng có hiện tượng là mang điện thoại vào. Thì vâng. Rất là điện thoại là một cái công cụ để truyền đề ra ngoài. Thì anh cam kết là anh không làm lộ bí mật đề thi, nhưng mà anh mang điện thoại vào là anh vi phạm quy chế, hoặc anh bằng cách nào đó để anh chuyển ra. Thậm chí có những năm có những thí sinh nhiệm vụ vào thi chỉ mang đề ra thôi. Vâng. Tìm cách để ra về. Còn thí sinh đó coi là không cần quan tâm đến chuyện thi cử, mà nhiệm vụ anh là vào phòng thi để làm sao anh cầm được cái đề và làm sao anh đưa đề ra. Thì như vậy có nghĩa là cái việc bắt phụ huynh và học sinh phải cam kết điều này thì theo tôi nghĩ là nó có tính chất nhắc nhở nhiều hơn là về mặt pháp quy. Vâng. Và cuối cùng, thưa ông, đã đến lúc chúng ta nghĩ tới một cái quy trình hoặc là một cái mô hình thi tốt nghiệp khác để đảm bảo được tính công bằng, khách quan, minh bạch, mà ở đó dù cả thí sinh hay là người ra đề, người coi thi dù có muốn gian lận nhưng cũng không thể thực hiện được không? Điều này thì các nước là họ thực hiện rồi. Tức là với một kỳ thi ấy, là thứ nhất là anh không thể gian lận được, thậm chí là đố anh gian lận. Thứ hai là anh không dám gian lận, bởi vì kỷ luật rất là nghiêm khắc, anh không dám gian lận. Vâng. Và ở các nước là còn thêm một cái không nữa, là không muốn gian lận, bởi vì gian lận cũng chẳng được cái gì cả. Bởi vì nếu như anh gian lận để anh qua được cái nhịp này, nhưng mà vào đại học ấy, là cái công tác mà theo nâng cao chất lượng của đại học, thì giả sử anh có gian lận anh vào được đại học, nhưng mà nếu mà cái công tác đào tạo ở đại học mà chúng ta làm tốt thì anh vào cũng như không, anh vào anh cũng không có đủ năng lực anh học. Được. Và ở môi trường đại học cũng đào thải anh ra thôi. Vì vậy cho nên là cũng không muốn gian lận để làm gì. Được. Nhưng mà tuy nhiên là ta phải nhìn thấy một cái điều là cái giáo dục đại học của ta còn đang buông lỏng. Được. Và người ta cảm giác rằng là cứ vào đại học là ra được, vì vậy cho nên mới có gian lận. Vì vậy tôi đề nghị là siết chặt cái chuyện mà đánh giá đào tạo ở bậc đại học. Được. Cũng sẽ góp phần để mà chúng ta ngăn chặn được cái gian lận, bởi vì lúc bây giờ gian lận cũng chẳng giải quyết vấn đề gì cả. Vâng, chúng ta chỉ còn một ngày thi nữa thôi, với hai môn thi là tổ hợp khoa học xã hội và khoa học tự nhiên, là buổi chiều ngày mai là môn thi ngoại ngữ. Vậy thì với cái ngày cuối cùng này, ông cho rằng là Bộ Giáo dục và Đào tạo cần phải quan tâm đặc biệt với điều gì? Bây giờ ta hình dung rằng là hôm nay sau hai cái môn thi rồi, là môn ngữ văn và môn toán, thì phải nói là tinh thần các em là rất phấn khởi. Vâng. Đấy, phấn khởi đến cái mức là rất nhiều em là không ngờ rằng mình có thể làm được nhiều như vậy. Vâng. Đúng không? Vậy thì bây giờ là còn cái môn tổ hợp nữa, đúng không? Vâng. Còn môn tiếng Anh nữa, đúng không ạ? Thế thì biết đâu đấy là học sinh có thể nghĩ là hôm nay có khi điểm ngang nhau mất rồi, đúng không? Vâng. Cho nên ăn thua nhau chắc là ngày mai, đúng vâng. không? Vì vậy cho nên là về mặt cán bộ coi thi ở các hội đồng thi vẫn cứ phải chặt chẽ, đề phòng, đúng không? Vâng. Là trong trường hợp mà học sinh cảm giác thấy rằng cái chuyện mà hơn nhau của ngày hôm nay nó hơi khó chẳng hạn. Vâng. Thì sẽ tìm cách hơn nhau ở ngày mai. Vâng. Và cái điều mà tôi thấy được sau ngày thứ nhất thì tinh thần của học sinh cũng như là tình hình thi ở tất cả các nơi rất tốt. Vâng. Thì như vậy có nghĩa là tôi cũng hy vọng rằng là cái ngày còn lại là chúng ta cũng sẽ có một kỳ thi an toàn, đúng không ạ? Vâng. Và nghiêm túc,
Đấy, và những cái trường hợp vi phạm thì đến bây giờ chúng ta thấy rằng là phản ánh ở Hồ Chí Minh thì mới có một trường hợp là một học sinh vi phạm thôi. Vâng. Còn cán thị, giám thị với cán bộ là chưa có vi phạm gì. Thì vâng, tôi hy vọng ngày mai chúng ta sẽ hoàn thành tốt cái kỳ thi năm nay. Và trong tất cả các chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kể cả trước, trong và sau kỳ thi, thì luôn luôn nhấn mạnh tới cái việc đó là chúng ta không được chủ quan trong bất cứ một khâu nào, từ khâu ra đề chấm thi đến công tác coi thi. Và thưa quý vị và các bạn, chúng ta phải chứng kiến quá nhiều những cái vụ việc nghiêm trọng liên quan tới gian lận thi cử rồi, và vì một nền giáo dục học thật và thi thật thì những sai phạm đó không thể được tái diễn nữa. Và đến đây chúng tôi xin được khép lại chương trình 30 phút cùng VOV2 ngày hôm nay. Những diễn biến mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 sẽ được chúng tôi tiếp tục thông tin trên kênh sóng của VOV2 Đài Tiếng nói Việt Nam cũng như trên các nền tảng số của VOV2. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.